Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang có mặt ở hẻm số 3. Hẻm số 3 này mình đi thông đến hẻm số 4 để đi vào cái con chợ nhỏ sẵn hỏi thăm cái hỏi thăm chị Tí Chuột giúp chị Vinh Lê, mà không biết của chị Ngọc. Chị Ngọc là chị Vinh Lê ha. Giờ mình vô kiếm hỏi thăm chị Tí Chuột để gửi lời hỏi thăm của chị Ngọc ha. Đây mình quẹo phải thì ra chợ nhỏ, còn mình quẹo trái thì ra hẻm số 4. Hẻm đây nè. Hẻm này Tết vắng. Xe rác đi gom rác ở các con hẻm nhỏ. Tết là nhà nào cũng có cây mai, chậu bông. Nhìn thấy không khí Tết trong hẻm cho bà con mình xem. Lần nữa dẫn bà con mình vô chợ nhỏ nữa nha. Coi có ai gặp người quen cho em xin cái comment nhé. Hôm nay có sự góp mặt của anh Nị. Bạn đồng nhỏ thì cho ở nhà, tại vì đi lên quanh này bạn đồng nhỏ không chịu đâu, nắng nữa. Bây giờ là 10 giờ sáng. Đây là mình đi thẳng, đây là hẻm hẻm này là hẻm số 4 nè. Sau lưng mình là đường Trần Hưng Đạo. Mình đi cuối hẻm này là ra cái đường Võ Văn Kiệt. Đi thẳng luôn, thẳng luôn. Cái chung cư bị nghiêng hôm bữa đó. Con hẻm này là con hẻm quen thuộc. Mình dẫn bà con mình đi cũng rất là nhiều lần nè. Mà chị Tí Chuột, hẻm này dài lắm, nó không biết hỏi ai, không biết hỏi ai chị Tí Chuột là ai. Nghĩa cái bà bữa là bà đó hẻm nào? Chị cho em hỏi thăm, chị biết chị Tí Chuột không? Chị Tí Chuột ở đây đâu có chị Tí Chuột, không có hả? Có người hỏi thăm mà không biết chị Tí Chuột đâu. Nó trong hẻm hẻm này là hẻm số 4, hồi xưa là ba chị Tí mặt nám nhưng có tìm chị Tí Chuột. Chị Tí mặt nám hả? Dạ. Chị Tí hay ngồi đây hả? Chị Tí hay ngồi đây đúng không? Chị Tí mặt nám mà chứ không phải chị Tí Chuột. Chị Tí Chuột luôn. Chị Tí Chuột ở bên nước ngoài có người hỏi thăm chị Tí Chuột, nhưng mà lâu quá rồi đâu có. Không, mình ở đây có bạn và anh nhắn để lấy số điện thoại xin thông tin chị Tí Chuột mà không có hỏi, không biết kiếm ai. Là hẻm số 4 là hẻm nó dài lắm mà. Đúng đâu rồi, nó dài lắm mà em chứ. Dạ. Tí Chuột là ai ta? À, quá giống. Vậy ở đây chỉ có chị Tí hẻm mà. Chị Tí đó em biết rồi. Nhưng mà có phải chị Tí Chuột hay không em biết tên hồi xưa. Nước ngoài tên gì? Chị Ngọc. Ngọc là con gái à? Dạ. Chị hỏi thử là chị Ngọc cháu của gì bán bánh tôm ở chợ rồi. Hỏi thăm chị Tí á, hỏi coi chị Tí có biết chị Ngọc không? Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Dạ.
Đó, đây là hẻm TK46. Mình ngang TK46 xịt đây, 27 là nhà này. Rồi sẵn mình đi vô chợ nhỏ luôn. Những cái nhà 27 đó là nhà của anh Hân Lê ha. Thẳng luôn đó. Thẳng thôi, có mình đi vòng lại cái nữa xong. Không bao lì xì không? Quên em về. Hả? Đây đó, đi ra đường luôn á. Mua khăn rồi. Sao trong cái hẻm đó mình hỏi chị tí chuột không ai biết ta. Chị Vinh Lê hỏi giùm em coi. Phải là cái chị đó mặt nám không ta? Đó có chị tí mặt nám rồi. Ủa có bán khăn xô không cô? Hả? Dừa dừa. Dừa dừa thôi. Mình nói chỉ có loại dày hay là mỏng thôi. Ba lớp thôi cô. À, đây cô bán quần áo con bé. Ủa cô biết ai cái cô mà bán bún bò, cô Lan bán bún bò hay gì? Dạ. Lan bán bún bò ở đâu vậy Dung? Lan bán bún bò là ai? Bữa nay bán bún bò thì bún bò quế hả? Dạ. Dạ đúng. Ủa bà tên Điệp tên Lan. À chị Điệp đúng rồi, Điệp, Điệp. Lộn. Đây người ta biết. Bây giờ chị đi. Bây giờ anh đi tới cái chỗ này anh đi hết cho con đường này rồi đi xuống cái thẳng xuống anh nói là chị Điệp. Dạ dạ. Dạ dạ. Thêm cái đường hẻm nữa qua bên kia. Dạ dạ. Dạ cảm ơn con. Dạ dạ, cảm ơn con. Lộn. Cảm ơn con. Dạ dạ. Dạ cảm ơn con. Thôi bẻo trái rồi trái. Hả? Rồi trái sùng rồi. Cho bà con mình gặp ai cho em xin cái comment nha, gặp ai quen không nha. Chị Điệp bán ở đâu ta? Ở cái chỗ đó.
không. Rồi lại mua mấy chai thuốc tẩy nữa. Bình chai con vịt. Chai con vịt á. Con vịt là tẩy mồ cào theo sàn thái, chai này nhà còn mà. Bà Tê mùa nó khó chịu lắm. Nhà bà Tê mùa khó chịu lắm. Bà Tê thịt. Hai chai. Rồi hành trình tìm chị Tí Chuột chắc chút xíu nữa em đi ra ngoài kia hỏi thăm nữa. Thì mình sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cho chị Vinh Lê ha. Cái video này em xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại với chú chị các bạn trong những video tiếp theo ha. Số hình ảnh về chợ nhỏ và thông tin của chị Tí để gửi đến bà con cô bác ở xa. Chúc mọi người năm mới vui vẻ và nhiều sức khỏe.